tin lũ khẩn cấp trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới, các tỉnh khu vực Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to đến đặc biệt to. Lượng mưa đo được tại Hướng Sơn, Quảng Trị là 208,8mm, Sơn Hóa, Quảng Bình 260,6mm, Phong Điền, Thừa Thiên Huế 129,4mm. Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đến Bình Định và Kon Tum, mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 120mm. Riêng Quảng Trị từ 80-120mm, có nơi trên 200mm. Từ tối đến đêm nay 17 tháng 10, mực nước trên các sông có khả năng như sau. Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 3,4m, trên báo động 3 là 0,7m. Trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 7,3m, trên báo động 3 là 1,3m. Trên sông Bồ tại Phú Ốc dao động ở mức 4,8m, trên báo động 3 0,3m, với dự kiến xả hồ Hương Điền là 2.000 mét khối. Trên sông Hương tại Kim Long dao động ở mức 3,7m, trên báo động 3 0,2m, với dự kiến xả hồ Bình Điền và Tả Trạch là 2.700 mét khối. Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 9,2m, trên báo động 3 0,2m, với lưu lượng xả dự kiến của các hồ là 3.000 mét khối. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất là cấp 3. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai, hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông vẫn đang di chuyển nhanh về phía các tỉnh Trung Trung Bộ. Dự báo trong thời gian tới, các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở hạ lưu các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Thượng nguồn các sông ở Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có khả năng lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Riêng các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vượt mức báo động 3. Áp thấp nhiệt đới khoảng ngày 15-16 này thì có một đặc điểm là hình thành khá là thấp và di chuyển khá nhanh hướng về khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Cùng với đó thì cũng khoảng ngày 16-17 thì lại có một đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc xuống. Chính vì thế cho nên là trong khoảng từ ngày đêm 15 sang ngày 16 kéo dài suốt đến ngày 17-18 thì cái vùng mưa lớn sẽ khá là rộng. Tính đến sáng ngày 16 tháng 10, thiệt hại do bão số 7 khiến đê biển Nam Định xảy ra sự cố và một người tại Yên Bái bị lũ cuốn. Còn tại miền Trung, thiệt hại sau mưa bão số 6 khiến 55 người thiệt mạng, 7 người mất tích. Về nông nghiệp, có 900 ha lúa, 5.514 ha hoa màu bị ngập và vùi lấp, 3.978 ha thủy sản bị thiệt hại, 445.708 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Cố gắng kiểm soát chặt chẽ, nhất là các hồ nhỏ. Bởi vì những hình thái này tới đây là xong cái cơn áp thấp này tiếp tục đây, chứ không phải là ngồi yên đâu, đúng không ạ? Và kinh nghiệm 2016 là lũ chồng lũ đến đất đúng cuối 31 tháng 12 mới kết thúc, năm đợt lũ. Mà cái đợt cuối cùng là nặng nhất vào 25 tháng 12 năm 2016. Đúng không ạ? Tinh thần năm nay chuẩn bị tinh thần ứng phó kiểu ý. Cuối năm còn rất nhiều dị thường. Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu tiếp tục tìm kiếm người còn mất tích, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm an toàn công trình và hạ du, đặc biệt là đối với các hồ chứa lưu vực sông Hồng, sông Hương và sông Vu Gia Thu Bồn.